được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Ngọc Trinh tìm mặt bằng xây dựng văn phòng công ty 100 tỷ ở Hà Nội. Người đẹp khiến công chúng hoang mang khi vừa hoàn thiện căn biệt thự trị giá 50 tỷ đồng đến nay tiếp tục đầu tư cho công ty. Thời gian qua, Ngọc Trinh không chỉ cho ra mắt các vlog độc hợp, đến hé lộ về cuộc sống đời thường, thì cô còn đảm nhận vai trò làm CEO của công ty kinh doanh. Theo đó, công việc này mang lại nguồn thu nhập tốt cho người đẹp. Cô tự hào khoe mình có thể kiếm được hàng tỷ đồng một ngày với hệ thống nhân viên làm việc tốt. Mỗi khi đi họp, cô gây chú ý với những set vest trai dáng CEO và cực xinh đẹp. Ngọc Trinh xây dựng công ty ở Hà Nội. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải dòng trạng thái nói đến việc kế hoạch cuối năm 2020 và mục tiêu thiết lập thêm trụ sở cho công ty và sẽ được đặt ở Hà Nội. Ngọc Trinh đang nhờ mọi người giới thiệu cho cô mặt bằng rộng với diện tích từ 400m² trở lên và sẽ xây dựng tòa nhà 10 đến 12 tầng. Cụ thể, người đẹp gốc Trà Vinh cho hay, mục tiêu cuối năm 2020 sẽ được hoàn thành dự kiến quý 2, năm Trinh Trinh nè cả nhà ơi. Chơi lớn quá không nhỉ, hiện nay Trinh đang muốn tìm thêm các phương án địa điểm để chốt mua sớm trong tháng 8. Hiện có một số phương án nhưng Trinh chưa thực sự ưng ý. Mọi người cùng chung tay tìm địa điểm và giới thiệu cho Trinh nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Nhu cầu, mặt bằng hoặc có tòa nhà sẵn diện tích đất xây dựng từ 400 đến 500m², mặt phố lớn quận Hà Đông, Thanh Xuân, đất thổ cư và có thể xây được 10 đến 12 tầng. Ai cũng trầm trồ khi thấy Ngọc Trinh cần một địa điểm ở trung tâm và xây dựng tòa nhà hoành tráng như thế này. Cô sẽ chi tiếp khoảng 100 tỷ đồng cho công ty để hoàn thành việc làm địa điểm kinh doanh và cần chốt mua ngay trong tháng 8. Ngọc Trinh tiết lộ công ty giúp 2.000 phụ nữ làm giàu. Nữ hoàng nội y thời gian qua luôn tự hào với những gì mình làm. Mặc nhiều lời hoài nghi từ anti-fan, bên cạnh đó người đẹp còn tiếp tục nhắn nhủ rằng việc đi làm từ thiện bao năm qua Ngọc Trinh có thể giấu, nhưng chi tiết công ty giúp việc làm cho nhiều chị em phụ nữ là điều mà cô tự hào và muốn khoe rộng rãi. Chân dài cho hay, cảm ơn cả nhà, Trinh làm từ thiện không cần phải báo cáo, nhưng riêng công ty nuôi sống và làm giàu cho 2.000 chị em Việt khắp thế giới từ tay trắng thì đó đã là một việc ý nghĩa mà không cần phải giấu rồi, Trinh tự hào về điều đó. Mỗi khi gặp gỡ các nhân viên, Ngọc Trinh lại quậy tưng bừng. Trong thời điểm dịch bệnh thế này nhưng cô lại có quyết định bỏ ra hàng trăm tỷ thì đó là con số quá lớn và ai cũng phải ngạc nhiên. Đối với Ngọc Trinh, người đẹp luôn quan niệm mỗi khi làm gì cần phải đến nơi đến chốn và đó cũng là điều người đẹp luôn đầu tư cho công ty kinh doanh những mô hình buổi tiệc hoành tráng.